Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 9 liên tục biến động, trong nước vẫn tăng 500 đồng/kg tuần. Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 9 trong khoảng 47.800 đến 48.400 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trên hai sàn giao dịch liên tục biến động. Các yếu tố chính ảnh hưởng trong tuần là tỷ giá đồng USD, báo cáo nguồn cung tại các nước sản xuất cà phê hàng đầu. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 47.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 48.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Ia Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 48.300 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 48.300 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 48.200 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 48.300 đồng mỗi kg, trừ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 48.200 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 48.300 đồng mỗi kg thị trường cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 giảm 11 USD tấn ở mức 2.258 USD mỗi tấn, giao tháng 11 năm 2022 giảm 12 USD tấn ở mức 2.206, 14 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 tăng 5,65 cent/pa, ở mức 231,5 cent/pa, giao tháng 12 năm 2022 tăng 6,3 cent 3 cento ba, ở mức 228,5 cent/pa. Tổng kết tuần này, giá cà phê trong nước tăng trung bình 500 đồng mỗi kg, giá cà phê Robusta giao tháng 9 năm 2022 tăng 38 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 giảm 1,1 cent qua. Cà phê thế giới thể hiện sự trái chiều khi Robusta tăng trong khi Arabica tiếp là giảm. Mở đầu tuần này, Robusta trên sàn London tiếp nối đà giảm khi sàn New York nghỉ lễ lao động Mỹ, labor Day, dây, không giao dịch. Giá vàng và giá dầu thô đảo chiều tăng theo USDX đã đẩy giá cà phê vào thế bất lợi, bất chấp tồn kho tại hai sàn vẫn còn ở mức thấp. Sang ngày thứ ba, ngay sau khi trở lại giao dịch, Cà phê Arabica đã giúp hai sản cùng phục hồi. Chứng khoán Mỹ đảo chiều sụt giảm trở lại, đồng bằng Anh tăng giá đã hỗ trợ giá cà phê. Đáng chú ý, giá cà phê hai sàn bật tăng còn có sự góp phần từ báo cáo của liên đoàn cà phê quốc gia, FNC ở Colombia về sản xuất và xuất khẩu cà phê trong tháng 8 năm 2022. Theo đó, sản lượng cà phê trong tháng 8 năm 2022 của quốc gia này đã tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lũy kế sản lượng 11 tháng đầu niên vụ hiện tại 2021-2022 đã đạt tổng cộng 10,8 triệu bao, giảm 10,96% so với cùng kỳ niên vụ trước. Cũng theo FNC, xuất khẩu cà phê tháng 8 đã giảm mạnh tới 22,97% so với cùng kỳ năm trước, do Colombia là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới, nên thông tin trên ngày lập tức đã hỗ trợ thị trường đi lên. Vào ngày giữa tuần, giá cà phê đảo chiều sụt giảm trong một phiên USDX thiết lập mức cao 20 năm, khiến nhà đầu tư hàng hóa nói chung phải vội vàng rời bỏ thị trường. Phiên giao dịch tiếp theo, hai sàn diễn biến trái chiều, khi thị trường tiếp tục kỳ lãi suất tiền tệ vào Robert Star London và Arabica New York điều chỉnh giảm trước áp lực bán hàng vụ mới của Brazil, lúc này tỷ giá đồng riu hiện đang ở mức có lợi để họ bán cà phê xuất khẩu. Trong ngày cuối tuần, thị trường vẫn trái chiều nhưng theo kịch bản ngược lại, Arabica tăng còn Robusta giảm. Đồng rưu tăng khiến người Brazil giảm bán cà phê xuất khẩu để trông chờ kết quả khảo sát vụ mùa lần 3 của cơ quan Cona với nhiều nghi ngờ sản lượng vụ mùa năm nay không như kỳ vọng, cho dù là vụ được mùa theo chu kỳ 2 năm 1. Trong khi đó báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 8 năm 2022 của Việt Nam đạt 112.531 tấn, tương đương 1.875.517 bao, bao 60 kg, giảm 1,16% so với tháng trước và giảm 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lũy kế xuất khẩu 8 tháng đầu năm dương lịch 2022 đã tăng 15,31% so với kết quả xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2021. Đây là thông tin đã khiến giá cà phê robusta kỳ hạn tại London suy yếu trở lại cho dù báo cáo tồn kho tại sàn vẫn tiếp tục sụt giảm. Giá tiêu hôm nay, ngày 11 tháng 9, nhận định nào cho giá tiêu những tháng cuối năm? giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 9 trong khoảng 66.000 đến 69.000 đồng mỗi kg. Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm 500 đến 1.000 đồng mỗi kg tại các địa phương. Thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đồng USD mạnh và xuất khẩu suy yếu trên toàn cầu. Tại tỉnh Đắk Lắk, đá nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 67.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 66.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 66.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 67.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang ở các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần này, giá tiêu trong nước giảm 500 đồng kg tại hầu hết địa phương, giảm 1.000 đồng mỗi kg ở Bình Phước, Giá tiêu vẫn đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đồng USD mạnh và xuất khẩu suy yếu trên toàn cầu. Trên bình diện toàn cầu, thị trường tuần này có phản ứng trái chiều với duy nhất Việt Nam báo cáo giảm, trong khi giá tiêu Ấn Độ ổn định sau khi được báo cáo ổn định trong 3 tuần qua. Giá tiêu Indonesia đã phản ứng tích cực trong tuần này khi lượng hàng dự trữ ít hơn và nhu cầu ngày càng tăng. Trong tuần, cộng đồng hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen của Việt Nam giảm 100 USD mỗi tấn tương ứng với 3.350 USD mỗi tấn tiêu đen loại 500 g mỗi eo, trong khi tiêu trắng xuất khẩu giữ nguyên mức 5.300 USD mỗi tấn. Cũng trong tuần, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công bố chính thức số liệu thống kê tình hình xuất nhập khẩu tháng 8 năm 2022 và 8 tháng đầu năm. Theo đó, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều suy giảm, việc Trung Quốc tăng mua không đáng kể khiến thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực. Tháng 8 năm 2022, lượng nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam tăng 133% so với tháng trước đạt 2.859 tấn. Tuy nhiên 8 tháng đầu năm lại giảm 72,6%, còn 9.695 tấn so với lượng nhập khẩu 35.444 tấn cùng kỳ. Theo các chuyên gia, tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc còn rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. So với mọi năm, quốc gia này còn tới 30.000 tấn tiêu nhập từ Việt Nam cho những tháng cuối năm. Cuối tháng này phép tiếp tục họp và nhiều khả năng tăng tiếp lãi suất đồng USD để kiềm chế lạm phát, trong bối cảnh trên, chuyên gia nhận định thị trường hồ tiêu còn diễn biến tiêu cực cho đến cuối năm. Điểm sáng duy nhất hiện mong chờ ở thị trường Trung Quốc mở rộng cửa, còn trên bình diện toàn cầu đồng USD mạnh nhất 20 năm qua đang kìm hãm giá hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng.